Ok thì bạn đã quay trở lại với channel của mình là Chí Dũng. Thì ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để quay ra 5 sao mà không cần phải sử dụng đến gọi là cái quy luật 60 lần các bạn. Thì những bạn đã biết thì trong cái game All Star này admin khá là khôn, khi mà để cho những người level càng cao thì tỷ lệ ra những con 5 sao nó sẽ càng giảm các bạn ơi. Ok thì nó sẽ rất là khó ra 5 sao và các bạn phải áp dụng quy luật 60 lần. Thì quy luật 60 lần có nghĩa là các bạn phải quay 60 lần trong một server, không được thoát ra để có thể kiếm được một con 5 sao nếu các bạn cực kỳ xui. Thì các bạn cần phải có khoảng 2700 gem là ít nhất để quay ra 60 lần các bạn. Thì ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để quay ra khoảng chỉ không cần phải đến 60 lần mà vẫn có thể ra những con Megarare này. Và cách này cũng có thể áp dụng cho một số con không thể nào mà quay ra Megarare được. Đây là cách như thế sau. Thì đầu tiên thì chẳng hạn là có một số con như là Luffy hoặc là Suzuki các kiểu, hoặc là Broly thì nó có chế độ là Ultra Rare, khi mà yêu lâu lên nó sẽ lên Megarare. Ok thì Broly chắc chắn là sẽ không bao giờ ra Megarare đâu các bạn ơi, chỉ có upgrade lên thôi. Luffy cũng vậy. Thì nếu các bạn áp dụng cách này thì bạn sẽ được 5 sao mà không cần phải quay. Mình đã áp dụng cách này cho rất nhiều con rồi, còn Broly, còn Frieza, nhưng mà mình mới 5 sao các bạn. Còn Luffy, con Goku này, con Vegeta, con Suzuki đấy. Thế là những con mình upgrade lên nha các bạn, chứ không phải là mình quay ra 5 sao đâu, bởi vì mình không thể nào mà hơn đến mức vậy được. Thì upgrade thì các bạn cần nó chỉ khó ở chỗ là các bạn phải đi story và các bạn phải cày cuốc khá là siêng năng thì các bạn mới được. Hoặc là các bạn có thể vô summon thì bạn quay trong cái phần gold này nè, lấy nhiên liệu này, nó có khá là nhiều được nhiên liệu trong từng con luôn. Ok thì cách quay thì nó sẽ rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần vô phần summon nè, các bạn tìm những con đó hoặc là con rare cũng được. Luffy cũng với lại Suzuki hình như cũng có con rare các bạn ơi, nhưng mà con đó phải làm cho các bạn sẽ cày lâu hơn chút xíu. Mình quên nói nữa, cái con này thì mình cũng không phải là mình quay đâu mà mình upgrade lên các bạn, mình cũng cày từ rare lên á chứ không phải là cày từ ultra rare đâu. Thì các bạn cũng có thể cày từ rare lên nha các bạn, nhưng mà nó sẽ cày khó hơn thôi, cày lâu hơn. Còn nếu các bạn cày từ ultra rare trở lên thì sẽ đơn giản hơn. Lúc nãy thì mình đã quay thử ra cái con Frieza 4 sao á, nhưng không ra con Frieza 4 sao, nhưng mà mình hên đến nỗi mà nó ra con này. Con này khá là yếu nên mình sẽ không sử dụng nó để đi chơi, nhưng mà không sao, thì mình sẽ để chân thôi. Nhưng mà mình không thể sơ nhân phẩm, mình quay 10 lần mà nó không ra con Frieza luôn. Nhưng mà hơn là mình cũng có khá là nhiều tiền cho nên mình cũng để dành tiền để mình mua ở win các bạn ơi, chứ mình là mình không có rồi. Ok thì cách kiếm gem cũng khá là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần làm cái nhiệm vụ nè, các bạn đi story nè, chơi 3 cái story, cho một con level, cho một con unit đó chưa lên level 20 cho nó lên level 20 và summon 5 lần và chơi Infinity Mod đến quay 10 đó. Hoặc là các bạn có thể làm cho đây cũng được, các bạn chỉ cần gây nhiều đam hoặc là sưu tầm nhiều con unit khác nhau là các bạn cũng có thể kiếm được gem rồi, khá là ngon. Thì ok, tạm biệt mọi người nha, bye bye.